Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đá hai chân bong bé bỏng sushi sọng và miếng mồm mỉm. Thì tập trước đó mọi người, anh Sen đã lập một kế hoạch để chia rẽ nhóm 4 hộp mít, đó chính là lấy đục của trang điểm của chị Hiền phá, sau đó đổ thừa cho em Miu đó. Khi mà chị Hiền thấy em Miu như vậy, chắc chắn chị Hiền sẽ nghĩ em Miu là người lấy cái son của chị Hiền đó cả nhà. Cái son của chị Hiền để tô lên miệng của em Miu. Thì bây giờ anh Sen lấy cái đồ trang điểm của chị Hiền, anh Sen rải để... Ủa? Chị Hiền lúc này hoàn toàn không biết cái bẫy mà anh Sen đã sắp đặt cho mình. Và liệu như chị Hiền có trúng bẫy của anh Sen không? Thì mời cả nhà đón xem tập của ngày hôm nay nha. Trời ơi! Đây nè! Đây nè! Ngay chỗ em bông luôn nè mọi người. Nó dựng nó trên lầu. Rốt cuộc là ai đã lấy đồ trang điểm của chị Hiền mà để làm rớt lên trên lầu như vậy? Đi bông! Đi bông! Bây giờ là bắt đầu là team nó bị chia rẽ rồi cả nha. Chị Hiền đã phát hiện ra em Miu là hung thủ rồi. Ok, cái hạch đang bắt đầu hoàn hảo rồi. Oh no. Thôi xong rồi mọi người, lúc này chị Hiền đã trúng kế của anh Sen và hiểu lầm em Miu chính là hung thủ đã phá đồ trang điểm của chị Hiền đó. Coi nè, có cái mặt của em Miu nè. Rõ ràng đó, đây là cái màu son trong cái son của chị bị mất. Tại sao Miu là cái người vô phòng chị, phá đồ của chị, lấy đồ trang điểm của chị ra phá để mà chính lên mặt vậy đúng không? Tại vì anh Sen lấy son của chị Hiền để quệt lên trên mặt của em Miu, cho nên á chị Hiền mới nghi ngờ em Miu chính là người để phá son của chị Hiền đó cả nhà. Cả nhà thấy vết đỏ trên mặt em Miu không? Không có gì mà không có. Có biết là bằng chứng bị dính lên trên mặt em rồi không? Bây giờ cái son đâu? Đưa cái son đây. Cái gì? Miu nói Miu không có biết gì hết hả? Miu nói Miu vô tội hả? Sao mà vô tội được? Trong nhà đây có ai đâu, chỉ có mình Miu mới có thể lẻn vào phòng của chị lấy son của chị như vậy. Đúng không Sùng? Oh no. Sùng nói là chính xác kìa. Sùng nói là bây giờ phải bắt hung thủ. Đưa cái son lại đây, cái son, cái son. Đúng rồi. Nghe chị Sùng. Thôi xong rồi mọi người ơi, lúc này cây son anh Sen vứt lại ở chỗ này làm cho chị Hiền càng nghi ngờ em Miu rồi mọi người. Chết em Miu ơi. Nè Sung, coi nè. Nghĩ sao mà dám lấy son của chị đi phá nè Sung. Bây giờ con Miu con gì Miu chối hả? Vẫn chối hả? Miu có biết là cái thằng bị cút cái trong nhóm 4 hộp mít không? Chỉ là tin tưởng Miu, chỉ cho Miu làm đội trưởng. Đến cả Sung không được làm đội trưởng cái nhóm đó mà Miu được làm, thì Miu đối xử với chị như vậy. Vẫn, trời ơi Bông ơi, đội trưởng bây giờ mày làm như vậy nè, dám lấy đồ của đội phó là Bông ra phá như vậy, còn không chịu nhận lỗi nữa, bây giờ làm sao đây? Su, bây giờ phải làm sao? Giao lên công an hả? Nghe chưa? Nghe chị Su nói chưa? Bây giờ Miu mà không nhận lỗi là chị sẽ theo lời chị Su, chị giao Miu lên công an á. Không nhận lỗi luôn. Được rồi, bây giờ là Miu đây nó hư quá. Mình đã thích cố gắng thuyết phục Miu là nhận lỗi rồi mà Miu không nhận lỗi. Bây giờ theo ý của chị Su á là đưa Miu lên cho công an để công an xử lý Miu. Đúng không? Đây đây, đưa lên. Nói nhiều lúc này chị Hiền vì quá tức giận cho nên bây giờ á đã có ý định muốn đưa em Miu lên trên đồn công an cho mấy chú công an xử lý rồi mọi người. Cái hành của anh Sen hoàn hảo ghê chưa cả nhà. Đó, đến mình không thể nào mà tưởng tượng ra được em Miu chính là hung thủ. Với bộ óc thiên tài của anh Sen, chắc chắn là nhóm 4 mục đích đó sẽ bị tan rã thôi. Đó, chỉ cần em Miu bị đưa lên, bị ra khỏi team đó, thì em Bông với em Su chắc chắn sẽ bị anh Sen hạ thôi. Lúc đó là anh Sen sẽ tiêu diệt nhóm 4 mục đích nha cả nhà. Theo Sen. Ok cả nhà. Với cương vị là người đứng đầu trong cái nhóm 4 mục đích này thì chị Hiền nghĩ là mình nên cho em Miu một cơ hội nữa trước khi mà đưa em Miu lên trên mấy chú công an để mấy chú công an hỏi cùng em Miu cả nha. Thì bây Ủa giờ gì vậy? Trời ơi, không biết hả?
miên nó lấy son lấy đục, em nó phá quá chứ hay có cái mặt nó nè. Ôi chu che vậy là không được rồi. Chu che vậy là không được rồi. Thôi, bây giờ cho con này lên công an đi. Không được. Cho con em lên, quay đây. Thôi, bà bây giờ để cho Miu một cơ hội. Không, đừng cơ hội gì đó. Mà bây giờ mấy đứa mày làm người xấu hay là không cho cơ hội được. Cả nha, thấy biểu hiện của anh Xin chưa cả nha? Chính là hung thủ gây ra cái vụ án lần này. Cho nên anh Xin bây giờ chỉ mong muốn chị Hiền đưa em Miu lên trên đồn công an để chia rẽ nhanh bốn hụt mít đó cả nha. Nhưng mà Miu còn nhỏ, có khi là Miu vì Miu quá nhỏ cho nên Miu bị lầm lỡ. Không có làm lỡ đâu. Bây giờ không đưa lên công an thì bây giờ có cách đây này. Cho Miu ra khỏi tim đi. Hả? Bây giờ sẽ Su. Su cho Miu ra khỏi tim đi Su ha. Rồi Su lên làm đội trưởng. Đó thấy không? Su nói là cho Su làm đội trưởng đi cả nha. Thôi bây giờ cứ cho Miu thanh cho Miu mà có thời gian để Miu tự động bào chữa cho mình đã. Lúc này chị Hiền vẫn còn tin tưởng em Miu cho nên vẫn chưa dẫn em Miu lên đồn công an mà muốn để em Miu tự thanh minh cho chính mình đó mọi người. Bây giờ chị hỏi Miu nè. Không, Miu không bào chữa vậy đó. Miu không cần bào chữa đâu. Miu sai rồi. Đó là bằng chứng rồi, cần gì phải chối nữa. Miu lúc này cũng còn nhỏ quá cả nhà mà bằng chứng dính trên miệng của em Miu rõ ràng như vậy, Miu không biết nói làm sao cho chị Hiền hiểu nữa. Bào chữa không? Không. Miu bào nói, chữa cái gì? Miu nói là cho Miu nói một lời. À, bây giờ nghe chị hỏi nè, tại sao Miu lại lấy son của Miu, có phải là người ở trong phòng của chị lấy son lấy đồ cây trang điểm của chị ra phá không? Chứ ai nữa? Hai phải để cho Miu trả lời nha. Nhìn cái mặt như thế này mà không phải nữa gì. Bông nói sao? Bông nói cái gì? Bông nói bông của nó không phải vậy nha. Bông kia là bông tin Miu. Không phải. Bây giờ Miu kể nha, để không kể nha. Em Bông rõ ràng là người biết rõ em Miu không làm. Em Bông cố gắng nói cho chị Hiền, tuy nhiên lại bị anh Xin hăm dọa đó mọi người. Sao? Nói là Miu không có vô lấy. Nhưng mà thôi đi. Thôi đi. Anh biết hết á. Trời ơi, Miu lấy lên cái miệng của Miu như thế này nè. Chứ nên Miu không lấy. Không lẽ có ai lấy cái son cho mỏm Miu hả? Miu được cái đổ thừa. Đúng rồi. Bây giờ nghe chị nè. Chị cho Miu nói đi là chị sẽ cho Miu ăn hạt. Miu cũng phải nói ra cho Miu không im lặng. Đây nè. Nè, ăn thử cái hạt nghe. Không ăn luôn. Miu nói đi, Miu có phải là người giúp phòng chị lấy đồ không? Chắc chắn rồi, nói gì nữa? Sao Miu im lặng vậy? Bằng chứng rõ ràng như thế này mày còn chối gì nữa? Đừng có chối, mình làm là mình phải nhận đi. Tại sao Miu lại làm như vậy? Cả nhà có để ý không? Anh Xin liên tục hâm dạ em Miu. Mà em Miu còn nhỏ, em Miu xỉ, Miu đâu dễ làm gì đâu mọi người. Mình lớn rồi. Miu không có làm. Không làm những bằng chứng, sao trên miệng có son? Hả? Đúng rồi, tại sao miệng Miu có son? Tại vì Miu làm. Tại sao miệng Miu có son? Tại vì Miu làm. Miu nói Miu không biết cả nha, Miu kêu Miu ngủ dậy là tự động cho miệng Miu có son, làm gì có chuyện vô lý đừng, như vậy. Đừng có nói cái chuyện vô lý như vậy. Bông thấy không? Bông bây giờ Bông cũng không nói được cái gì nữa rồi, là không ai tin Miu nữa đâu. Bây giờ nha. Ơi, hiện tại là tất cả bằng chứng đều chỉ mũi về em Miu là người làm ra, là phá son, phá đồ trang điểm của chị Hiền. Tuy nhiên bây giờ chị Hiền rối cả nhà, chị Hiền vẫn nghĩ là em Miu còn nhỏ như vậy không thể nào mà, tại vì cái tủ của chị Hiền rất là cao, tủ đồ trang điểm rất là cao, em Miu không thể nào mà nhảy lên. Lúc này tuy chị Hiền rất nghi ngờ em Miu và mọi bằng chứng đều hướng về em Miu, nhưng mà chị Hiền vẫn nghĩ á là trong đây có ẩn khúc gì đó cả nhà. Chị Hiền vẫn đang phân vân quá trời luôn. Anh bây giờ anh vốt nhốt em Miu lại. Sao vốt là có nhốt em Miu lại không? Nhốt lại. Đúng nha. Mọi người bây giờ là phải dựa các thành viên trong nhóm bố hộp mít bây giờ sẽ cho ý kiến là bây giờ nên xem xét xử lý em Miu như thế nào. Bây giờ nhốt em Miu lại không? Bây giờ đứa này đồng ý nhốt thì bỏ tay lên tay anh. Nhốt không? Đó, Su đồng ý nhốt. Bông. Một phiếu đồng ý. Nhốt không? Em Bông lúc này biết em Miu là vô tội cho nên em Bông không dám vote cả nha. Nhốt, thấy không? Hai phiếu đồng ý. Thấy không, nhốt nè. Rõ ràng là anh Xin cố tình đặt tay anh Xin với Bông về một hướng, chứ không phải là em Su em Bông muốn vote cho em Miu đâu. Rồi có 2 phiếu đồng ý chứ 3 phiếu rồi cả nhà. Cho nên bây giờ chị Hiền có đồng ý hay không cũng như vậy. Trước hết là bây giờ Miu chính là hung thủ, người đã phá đồ trang điểm của chị Hiền. Bây giờ chị Hiền sẽ tạm thời nhốt em Miu lại như ngày nha. Sau đó sẽ chờ mẹ về sẽ xử lý tiếp. Đúng rồi, nhốt em Miu. Nhốt em Miu. Nhốt em Miu. Sao mà dám lấy đồ trang điểm của chị phá như vậy? Đúng rồi, hư vậy á. Hư quá trời đó. Hư vậy á. Trời ơi, tội em Miu với mọi người, rõ ràng là em Miu vô tội, em Miu bị anh Xin hại mà giờ em Miu không biết làm cách nào thanh minh chính mình hết. Không cái gì. Má chính chưa dài mà kêu không nữa hả? Nhốt em Miu, chia rẽ.
Nhốt em Miu, nhốt em Miu lại. Nhốt Miu, nhốt Miu, nhốt rồi, Miu. Tìm nhốt vô đi. Nhốt vô, đúng rồi, đi xuống nhốt. Mày khai ra, mày nói cái gì, mày nói gì hả? Dám nói anh hả, anh có làm đâu. Khai ra, buổi sau nhớ rồi anh á. Đi nha, gặp nhau cho vô. Rồi xong luôn, chị Hiền cuối cùng đã dính bẫy của anh Xiên rồi. Nhốt em Miu. Bây giờ nhốt em Miu lại nha nhé. Nhốt em Miu vô toilet. Nhốt em Miu. Cho Miu thời gian ở trong đi, Miu ăn năn hối cải đi. Nhốt em Miu vô toilet. Không được lấy đồ chị phép như vậy nữa chứ. Nhốt em Miu vô toilet. Nhốt em Miu vô toilet. Ok. Trời ơi, dạy bị dạy chứ. Ok cả nhà. Bọn anh Xiên đã hoàn thành cái chia rẽ em Miu rồi cả nhà. Bây giờ chỉ cần làm sao cho em cho chị Hiền nghi ngờ em bong là được đó. Oh no. Tiếp theo là em Xu, lúc đó là anh Xen sẽ chia rẽ hết toàn bộ nhóm bốn hộp mít, là anh Xen sẽ tiêu diệt từng thành viên một. Bây giờ á, ghép lại cái anh Xen này, sau khi mà chia rẽ xong á cả nhà, mục đích sâu xa của anh Xen đó chính là gom ba thành viên Miu mà mỉm bong máy bỏng và số sọn về team của mình, để chi, để khi đó chị Hiền chỉ có một mình thôi, đó là anh Xen sẽ dễ tiêu diệt chị Hiền. Ok, lần này hả, chị Hiền hộ mít chắc chắn sẽ bại với anh Xen đó cả nhà.